Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay mình sẽ làm video về cái trò game Sacrifice 2. Và đây là cái vũ khí của mình. Đây là cây búa thò. Cái búa này rất là lợi hại luôn nha mọi người. Cái sức quánh của nó là cực kỳ mạnh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái búa này đi quậy với cái thằng Titan. Trong cái móc của thằng Titan. Còn thằng Titan thì chưa vô quýnh với nó được. Ok. Nào, để mình xem quýnh nó được chưa được nè. Ok, giờ mình sẽ quánh cái mắt mới đây. Này là chiến đấu dạng sống còn. Đây, hôm nay mình sẽ test thử coi trong đây mình chiến đấu được bao nhiêu ải. Ok, dạng sống còn ở Titan. Sử dụng búa thò. Peace. Cả nhà xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Ngày nào mình cũng có video hết. Mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình. Ok, bây giờ chúng ta chiến đấu thôi nào. Nhào vô. Đó, giá cái búa gõ. Gõ mày hả bưởi. Ồ, cái búa mình lại hại ghê luôn á. Đọc rồi là mất máu của thằng nhỏ. Mất một lần một khúc máu. Gõ sau lưng. Ồ, không rồi. Sau lưng. Oh yeah, chạy đường trời. Cái búa mình gõ hơn trước, gõ hơn sau được luôn. Quá tuyệt vời. Ok, và đây là màn số 2. Quýnh với anh chàng gì đây? What? Cái anh chàng gì mà xa lè vậy? Xử luôn. Trời ơi, giống y mặc giáp thì mình mặc quýnh banh giáp luôn nè. Xử banh cái giáp này luôn. Trời ơi, mày hả bưởi? Trời ơi, sao nó nhanh vậy? Trời, hai cái lưỡi của nó nhanh kinh khủng luôn á cả nhà. Xử nó. Mày hả bưởi? Ok. Các bạn thấy cái tướng cầm cái búa ghê chưa? Ok, bây giờ quýnh với con gái. Trời ơi, con gái con lứa mà cũng mới lộn hả? Mày hả bưởi? Mới giờ nó quất mình khúc máu luôn. Mày hả bưởi thử. Cái búa mà vẫn đỡ được là cô gái không phải dạng vừa đâu. Cô gái này dạng bự á. Trời ơi, quất xuống. Mày hả bưởi? Quất một cái bay rồi là dính trên cây luôn á. Kinh thiệt. Ok, các bạn số 4 rồi. Anh chàng này cầm cái cây này là ghê quá. Nhất đi. Wow, mày hả bưởi. Cho một cái lên mây luôn á. Rồi, tiệt chiêu đâu? Ôi dạ, không phải. Mày hả bưởi, mình còn cái tiệt chiêu để dành luôn á. Ok, quá tuyệt vời, hấp dẫn. Tới màn số 5 luôn rồi. Cây búa thò này giác mình tới màn số 5. Ồ, đây là anh chàng gọi là robot luôn. Robot nè, thử. Mày hả bưởi, chứ nó ốc. Xe lưng. Hồi mình cũng vớt lên mà không ngờ là nó quay gót nó đạp xuống. Nhưng không sao, cái búa mình gọi là quá lợi hại luôn rồi. Sau lưng. Mày hả bưởi, trời ơi, nó né được cái chim. Ôi, cẩn thận, dạng này là dãy sống còn. Mình mà chết một phát là không có lên lại được. Lên liền. Mày hả bưởi, lên mày. Nó giác cái búa mà nó quay một phát là lên trời luôn á. Ghê thiệt. Đây. Ồ, cái anh chàng này là Lotter. Ồ, xử đi. Cố lên. Mày hả bưởi, hãy xem được sự lợi hại của cái búa ho này. Mày hả bưởi vô luôn. Ây da, trời ơi, chơi. Ây da, bảy rồi. Cố lên, gần có tiền kêu rồi. Cho nó ăn tiền kêu rồi nó chết. Ồ, có tiền kêu rồi cơ. Mày hả bưởi, yeah. Ok, cố lên cả nhà. Tèn, you win rồi. Ủa, quýnh được tới mấy màn xong không cho quýnh nữa hả? Nó cho dặn mình ra ngoài luôn rồi. Ok, mình sẽ quánh trên đây đi. It's out. Và thằng Titan này chưa vô được. Đang phân dân không biết là quýnh cái thằng nào chứ. À, thằng này còn có 10. Còn có 7 ai nữa là hết mắp luôn rồi. Đẩy luôn đi. Ok. Này còn có 7 ai nữa là hết mắp luôn. Quýnh gọi là văn mắp luôn. Ủa, quýnh đây anh chàng Hermiter nè. Ok, đẩy mấy ai nữa là văn cái mắp này rồi. Mày hả bưởi, hãy xem sức mạnh của cái búa thò của mình đây. Trời ơi, cái cưa đó là cưa máy đó nha. Nó kéo cái cưa nghe sẹt ghê luôn á. Ù, không phải anh bạn à. Mày hả bưởi, gõ liền. Anh ta bị lên đường rồi. Ok, màn số 2. Cái cưa gọi là cưa máy của anh ta rất là lợi hại luôn đó nha. Mày hả bưởi, sắp vô liền. Cái búa của mình gõ một phát một là một khúc máu luôn á. Rồi, quay lại. Mày hả bưởi. Trời ơi, cái cưa máy ghê này. Sao lưng. Ây da, trời ơi, nó cưa ngay mình luôn. Dã man thiệt chứ.
Oh yeah, mình quên trước mà trúng sao. Ây da, chơi phóng phi tiêu à? Chơi phi tiêu gì kì vậy? Nhảy lên. Trời ơi. Ây da, nhảy lên, phi tiêu của nó là nhảy lên, không quýnh nó được. Mày hả bữa, định xài cưa máy hả? Cưa máy là, nó nhảy rồi. Nó xài tiền kêu luôn kìa. Không ngờ cái tiền kêu của mày đẹp vậy. Búa đâu, bỏ nó. Có. Đúng chăng, trời ơi, nó giật chỏ. Nó giật chỏ thốc ở dưới lên, ghê thiệt. Giao tranh. Ngay cái hai lưỡi kiếm là giao tranh rồi cả nhà. Quay. Bậy quá nha, bậy quá nha. Bậy là lên gói cắm chỏ nè. Mày hả bữa. Nó, ổ ve nó còn không biết máu à. Cắm chỏ nó gái nó chết rồi. Lên gói, ai da, chết. Trời ơi. Mày hả bữa, mày hả bữa. Oh yeah, win rồi. Quýnh càng ngày càng khó cả nhà ơi. Ok, you win. He he. Bây giờ mình sẽ chiến đấu với anh chàng nào đây? Fist của nào? Mình còn 6 trận nữa là mình full cái đó luôn rồi. Đây mình đi mua cái năng lượng lên cái đã. Ok, vô cái nào. Ok, bây giờ sẽ quýnh với cô gái xinh đẹp này. Vô. Xử liền. Mới vô là cầm búa gõ liền. Gõ liền. Mày hả bưởi. Chạy đâu vậy bưởi? Bưởi chạy nè. Bưởi. Thôi ơi, quên chung cái chân luôn cho thầy. Hết máu nhỏ luôn. Rồi xong. Win rất là đơn giản. Like. Mọi người đừng quên like ủng hộ mình nha. Quất cái nào. Mày hả bưởi. Búa thôi nè. Đã xin sự lợi hại nè cô bé. Cô bé perfect luôn. Quýnh gọi là perfect luôn. Không mất được máu nào. Quá tuyệt vời. Vậy là mình quánh như viên Hồng Kông luôn hết cả nhà. Ok. Đâu rồi. Tới màn thứ 11 luôn rồi. Dứt luôn. Quýnh với anh chàng giáp sắt. Ủa không. Anh chàng có hai cái tay giống Lobo nữa rồi. Ok, sửa thế nào. Hai. Đắp. Một bài, hai bài. Anh chàng này cũng dễ giúp rồi. Perfect luôn. Cái búa quơ 2-3 cái là lên đường. Công nhận cái búa này lợi hại thiệt. Hãy xem đây. Tóc nè. Ok. Sau lưng. Sử nè. Ô, anh chàng ấy bay mà từ ở trên dưới đất mà bay lên cây luôn á. Sau lưng. Mày hả bưởi. Chỉ là chuyện quơ thôi mà. Mày hả bưởi. Ok. Nó quýnh mình nằm xe lai luôn, bật cộng luôn. Trời ơi, té xuống đất mà nó còn dậm được. Thằng này nó quýnh giả man thiệt chứ. Ok, cố lên lên. Quay. Trời ơi, chót. Sao lưng, gõ xuống. Trời ơi, hồng cười. Mày hả bưởi. Cho lên. Mày hả bưởi. Quên rồi cả nhà ơi. Còn mấy ai nữa là mình mất luôn cái này rồi. Cố lên. Còn bốn ai nữa hả? Hết năng lượng rồi. Có năng lượng rồi là bắt đầu quýnh mới nổi. Vô. Quýnh với cái anh chàng gọi là giống như người cá vậy. Này là người cá hay gì á. Ok. Chiến thôi nào. Quýnh tay không luôn. Tay không với chân. Cố lên. Que chân. Đúng rồi. Xử nó. Mày hả bởi. Quay thời bộ phát ngay mặt luôn. Oh yeah. Hình như quýnh ngay chỗ ngồi sau là có cái gì đó ta. Mày hả bởi. Ủa, sao quýnh bây giờ mà nó không mất máu rồi ta? Hình như quýnh chỗ ngồi sau nó bị mất máu hay sao? Mà không được luôn. Cái vụ này căng rồi ta. Ủa, ngồi sau nó hiện ra làm gì vậy ta? Mày hả bưởi. Nó có cái vấn đề gì đó ở đây ta? Quýnh mà sao nó không mất máu? Ơi, nó phun độc nữa kìa. Này là con cá gì mà. Nó đâu phải con mực đâu mà nó phun độc nữa. Chơi nó luôn. Mình mới bị đạp xong. Như là mình. Cái ngôi sao đó có ảnh hưởng gì với con cá nữa ta? Ngôi sao nó hiện ngay chỗ mình đúng không ạ? Nè như là né cái chỗ ngôi sao nó ra nữa ta.
vô cái ngôi sao đâu đánh nó mới có mất máu. Tình hình này là mình thấy là hiu lắm rồi đó. Tình hình này là hiu lắm luôn rồi đó. Đó, cái dòng xanh xanh là cái gì đó. Rồi xong mình hiểu rồi. Ôi sao máu mình lên này kìa. Ủa sao máu mình nhảy lên rồi ta. Mà nãy nó gần hết rồi đó. 7 giây. Cố lên còn 5 giây nữa. Nhảy 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 vô, vô nhảy vô cái dòng xanh thử nào. 1 giây. Hết thời gian và mình thua. Dạ đâu Phương không bị mất máu. Sao kỳ ta. Sao kỳ ta. Ok. Cả nhà xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HMT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Để mình suy nghĩ quánh cái thằng đó mới được.